Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo New Voice of Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố, kể từ năm 2022, Ukraine đã giải phóng hơn một nửa diện tích lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Năm 2023, Ukraine trục xuất hạm đội Nga khỏi phần lớn Biển Đen. Và vào năm 2024, Ukraine đặt mục tiêu loại Nga khỏi bầu trời. Cách đây vài hôm, phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Volodymyr Fytyo, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine cũng cho biết quân đội nước này đang làm tất cả mọi thứ có thể để khiến binh sĩ đối phương cảm thấy không thoải mái. Ông cũng cho biết lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm xóa sổ pháo binh, bộ binh và hầm trú ẩn của đối phương. Sẽ có nhiều bất ngờ tới từ bầu trời, Phát ngôn viên nói ám chỉ quân đội Ukraine sẽ đẩy mạnh không kích, pháo kích vào lực lượng Nga trong thời gian tới. Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Ukraine, Trung tướng Oleksandr Pavlyak, vừa qua cũng thông báo nước này sẽ thiết lập một cơ cấu đặc biệt để tích hợp máy bay tiêm kích F-16 vào hệ thống tổng thể của lực lượng phòng thủ Ukraine. Trên mạng xã hội, ông này nhấn mạnh, tại hội nghị có sự tham gia của các đối tác phương Tây ở Copenhagen, Đan Mạch, tôi đã trình bày khái niệm về một cơ cấu được thành lập đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Mục đích chính là tổ chức hỗ trợ toàn diện cho quá trình liên tục tích hợp máy bay đa năng F-16 vào hệ thống tổng thể của lực lượng phòng thủ Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, định hướng chính của cơ cấu này sẽ là duy trì và phát triển các căn cứ không quân, bảo vệ toàn diện cơ sở hạ tầng sân bay, lựa chọn và đào tạo phi công và các nhân viên hàng không khác, cũng như liên lạc quốc tế và các vấn đề pháp lý, tài chính, an ninh và chức năng hành chính khác. Hà Lan và Đan Mạch là những quốc gia đầu tiên đồng ý cung cấp F-16 của Mỹ cho Ukraine. Nhà Trắng xác nhận Kiev sẽ nhận các máy bay do Mỹ sản xuất từ bên thứ ba ngay sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Phát biểu trên kênh Al Jazeera TV, người phát ngôn lữ đoàn Eszedin Al-Qassam, ông Abu Ubaida vừa qua tuyên bố Chúng tôi kêu gọi tăng cường đối đầu với sự chiếm đóng trên khắp bờ Tây và tất cả các mặt trận. Trước đó, lũ đoàn Esedin al xác nhận thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày với Israel sẽ có hiệu lực vào 7 giờ sáng 24 tháng 11 giờ địa phương. Cụ thể, Israel và Hamas đã đạt được một thỏa thuận mà về thực chất là sự tạm ngưng xung đột hoặc một lệnh ngừng bắn tạm thời, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn thực sự nhằm hướng tới các giải pháp ngoại giao cho xung đột. Đối với những ai quan tâm tới người dân Israel và Gaza, thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas là một tin tức tốt lành. Theo thỏa thuận, Hamas thả 50 con tin họ bắt giữ, đổi lại Israel sẽ ngừng bắn 4 ngày trong chiến dịch tấn công ở Gaza. Theo đó, Israel sẽ tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ cho Gaza. Ngoài ra, Israel sẽ thả khoảng 150 người Palestine khỏi các nhà tù ở nước này. Thỏa thuận trên là một giải pháp nhân đạo. Thời gian qua, người dân Palestine ở giải Gaza đã phải chịu cảnh bom đạn và thiếu thốn đủ thứ. Khi lệnh đình chiến tạm thời được thực hiện, các tổ chức nhân đạo quốc tế sẽ có thêm thời gian cần thiết để cải thiện hoạt động của họ ở Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận trên không thay đổi động lực căn bản thúc đẩy Israel phát động cuộc chiến ở Gaza. Sau khi hứng chịu những tổn thất lớn về sinh mạng và vật chất trong cuộc tấn công của Hamas, Israel kết luận rằng họ không thể dung thứ cho chính quyền Hamas được nữa và lên kế hoạch tiến hành chiến tranh đến chừng nào Hamas không còn tồn tại và đe dọa Israel được nữa. Thực tế chỉ ra, kể từ đó Israel đã không trùn bước trước bất cứ áp lực chính trị quốc tế nào và hoặc các rủi ro từ sự thiếu vắng kế hoạch hậu chiến đối với Gaza. Khả năng cao là sau khi việc trao đổi tù binh và tù nhân kết thúc, chiến sự ở Gaza sẽ nối lại và rocket sẽ tiếp tục được phóng vào lãnh thổ Israel. Chính Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố công khai và rõ ràng với nội các của mình là chúng ta sẽ không ngừng cuộc chiến này sau khi ngừng bắn kết thúc. Qatar, bên trung gian chủ chốt cho thỏa thuận ngừng bắn nói trên, cũng chỉ dùng thuật ngữ khoảng tạm ngưng nhân đạo trong tuyên bố chính thức của mình. Sự khác biệt tưởng chừng nhỏ trong cách gọi này nói lên nhiều điều. Một lệnh ngừng bắn, theo tờ Economist, dùng để chỉ một khoảng nghỉ trong chiến sự Khoản tạm nghỉ đó được thiết kế để tạo không gian cho tiến trình chính trị có thể chấm dứt xung đột quân sự hiện tại. Trong 15 năm qua, đã nhiều lần bạo lực bùng phát giữa Israel và Hamas và rồi kết thúc bằng lệnh ngừng bắn thực sự. Nhưng thỏa thuận lần này giữa Israel và Hamas có tính chất khác, nó được tạo ra thuần túy phục vụ nhu cầu nhân đạo chứ không phải tạo hành lang cho bất cứ sự nhất trí nào giữa hai bên về việc chấm dứt hoàn toàn cảnh đầu rơi máu chảy chính tổng thống mỹ biden cũng sử dụng cách gọi tạm ngưng theo nghĩa đó khi bày tỏ ủng hộ quyền của israel trong việc phát động chiến tranh tiêu trừ hamas tuy nhiên thỏa thuận ngưng chiến đó chưa phải là một lệnh ngừng bắn thực sự và kéo dài israel chưa đạt được mục tiêu đề ra của họ là loại bỏ hamas cách nói này của israel có thể được hiểu tối thiểu là loại bỏ hamas với tư cách là thực thể cai quản gaza khác với các xung đột trước đây với hamas ban lãnh đạo Israel sẽ không dừng lại chừng nào họ cảm thấy chưa thể tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành trong nỗ lực thay đổi chế độ ở Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem sau khi đến thăm miền Nam để tận mắt chứng kiến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Cameron cho biết, Tôi muốn đích thân đến đây để chứng kiến bản chất tàn khốc của cuộc tấn công mà các bạn phải đối mặt chúng tôi sát cánh cùng người dân israel bên cạnh đó ông cameron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về ngừng bắn nhân đạo nhận định đây là cơ hội quan trọng để đưa các con tin ra khỏi giải gaza và đưa viện trợ vào vùng lãnh thổ này bộ ngoại giao anh cho biết ông cameron dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo palestine để thảo luận về hướng đi tiếp theo trong cuộc khủng hoảng trong diễn biến liên quan trong cuộc gặp với người đồng cấp israel benjamin netanyahu ở jerusalem Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa qua đã đề xuất một hội nghị hòa bình quốc tế về cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine nhằm xây dựng một nhà nước Palestine. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh, hôm nay hơn bao giờ hết chúng ta cần mang lại một triển vọng hòa bình nghiêm túc và đáng tin cậy. Nếu không có giải pháp chính trị, chúng ta chắc chắn sẽ lại rơi vào vòng xoáy bạo lực không bao giờ kết thúc. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và chuẩn bị hội đàm với tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng trước khi khởi hành đi Ai Cập. Ngoài ra, thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng tham dự các cuộc họp cùng người đồng cấp Sanchez. Theo tờ Wall Street Journal Mỹ, quân đội Israel đã tăng cường nỗ lực đưa ra bằng chứng cho thấy bệnh viện lớn nhất Gaza là trung tâm chỉ huy của Hamas vì hậu quả nhân đạo từ giao tranh và việc chiếm giữ bệnh viện Ansifa đã gây áp lực lên Israel. Quân đội Israel đã công bố một loạt video và hình ảnh từ bệnh viện, cho thấy thêm thông tin chi tiết về một đường hầm được phát hiện tại địa điểm này và cảnh quay từ camera an ninh về hai con tin được đưa đến đó vào ngày 7 tháng 10. Trung tá Jonathan Corricot, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết lực lượng phòng vệ nước này IDF vẫn đang ở bên trong bệnh viện Ansifa để tìm kiếm đường hầm của Hamas và các bằng chứng khác. Ông Coricut nêu rõ những bằng chứng được đưa ra cho đến nay chỉ là bước khởi đầu. Khi kết thúc quá trình tìm kiếm, chúng tôi sẽ trưng bày mọi thứ cho cả thế giới xem. Ngược lại, Hamas cho biết họ không sử dụng Al-Sifa hoặc các bệnh viện khác ở Gaza cho mục đích quân sự. Một phát ngôn viên của Hamas lưu ý Israel đã bao vây các bệnh viện ở Gaza như một phần trong nỗ lực phá vỡ ý chí của người Palestine và đẩy họ ra khỏi vùng đất của mình. Trong khi nhiều nhà phân tích an ninh đồng ý rằng bằng chứng mới nhất mà Israel đưa ra ngày càng cho thấy sự hiện diện của Hamas tại bệnh viện, hầu hết đều nói rằng họ vẫn chưa thấy gì cho thấy đây là trung tâm chỉ huy của Hamas, như Israel đã cáo buộc. John Spencer, một sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và chủ tịch nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Học viện Quân sự Mỹ, nêu quan điểm quân đội Israel đã đưa ra bằng chứng về một trụ sở quân sự quan trọng của Hamas nằm sen kẽ vào khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa nhưng điều chưa rõ ràng là quy mô hiện diện của Hamas ở đó. Theo ông Spencer, Israel sẽ cần đưa ra nhiều bằng chứng hơn, chẳng hạn như cho thấy nhiều lớp đường hầm để chứng minh cho tuyên bố của mình. Những người khác vẫn hoài nghi về tuyên bố của quân đội Israel. Paul Apila, một thành viên cấp cao trong Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Đại học Georgetown, cho biết họ đã không chứng minh được bất cứ điều gì cho thấy Hamas đã sử dụng những tổ hợp này cho mục đích quân sự, cũng không phải là một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Các bằng chứng mà Israel đưa ra cuối cùng có thể quan trọng xét về cách hành động của nước này trên chiến trường theo luật pháp quốc tế về chiến tranh. Các bệnh viện được bảo vệ theo luật pháp quốc tế nhưng có thể mất tư cách đặc biệt khi bị lợi dụng một cách tích cực cho các hành động thù địch với kẻ thù. Mặc dù Israel đưa ra cáo buộc rằng Hamas đã sử dụng Ansifa trong nhiều năm, nhưng họ đã bắt đầu tạo dựng câu chuyện công khai lớn hơn và chi tiết hơn về bệnh viện này vào cuối tháng 10, gần 3 tuần trước khi chiếm giữ cơ sở trên các quan chức quân sự Israel đã trưng bày một hình ảnh động 3D trong một cuộc họp giao ban với các phóng viên, cho thấy hình đại diện của Hamas đi qua hệ thống đường hầm nhiều lớp bên dưới bệnh viện, xen kẽ với những gì được mô tả là trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết đây chỉ là một minh họa giả định chứ không phải mô tả thực tế về những gì bên dưới bệnh viện. Một số điều Israel biết về Ansifa đến từ công việc của chính họ ở bệnh viện này. Israel đã cải tạo Ansifa từ nhiều thập kỷ trước khi chiếm đóng giải Gaza. Các cựu quan chức Israel cho biết những cải tạo này bao gồm việc xây dựng các tầng ngầm để tăng thêm chỗ ở có mái che cho bệnh nhân, một yêu cầu tiêu chuẩn đối với bệnh viện Israel. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, Hamas đã kết nối các tầng ngầm đó bằng các đường hầm cho phép các tay súng di chuyển để thực hiện các hoạt động chỉ huy và kiểm soát cũng như đến các khu vực bên ngoài bệnh viện để tiến hành các cuộc tấn công. Các chuyên gia an ninh cho biết, một số bằng chứng mạnh mẽ nhất của Israel cho đến nay đã xuất hiện khi Israel công bố đoạn video mà nước này cho chiếu cảnh bên trong đường hầm và các đoạn phim an ninh riêng biệt cho thấy các con tin được đưa vào bệnh viện ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, bằng chứng mà Israel đưa ra không nhất thiết biện minh cho việc đình chỉ quy chế được bảo vệ của Ancifa theo luật pháp quốc tế. Adin Haki, giáo sư tại Đại học Rutgers người tập trung vào luật xung đột vũ trang quốc tế cho biết sự hiện diện của các con tin được chăm sóc y tế đường hầm hoặc xe tải chở vũ khí sẽ không làm mất đi tình trạng được bảo vệ của nó ông nói điều có thể dẫn đến việc một bệnh viện mất đi tư cách đặc biệt là nếu các con tin bị giam giữ ở đó hoặc nếu các chiến binh đang sử dụng các tòa nhà của bệnh viện để tự bảo vệ mình khỏi bị tấn công nhưng nguy cơ đối với israel còn vượt ra ngoài luật pháp quốc tế josie meckenberg nhà phân tích trung đông tại chatham house một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London cho biết nếu tình báo Israel đưa ra đánh giá không chính xác thì điều này thật đáng xấu hổ và nó làm suy yếu lập luận của IDF về các hoạt động quân sự ở Gaza khi họ buộc phải tấn công các bệnh viện vì những bằng chứng mỏng manh.